Hi everybody, welcome to our lesson today. Chào mừng các em đã đến với bài học của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về một vấn đề rất là thú vị, đó chính là gì? Cách chào hỏi mọi người nhưng mà theo Uh, một sắc thái rất là thân thiện gần gũi. Như hôm trước chúng ta từng học là cách chào hỏi mọi người nhưng mà thể hiện sự tôn trọng lịch sự thường là với những người mà chúng ta có một khoảng cách, ví dụ như là đồng nghiệp hay là những người lớn tuổi hơn. Còn hôm nay là gì? Hôm nay là đối tượng mà chúng ta chào hỏi sẽ là những người mà đã thân quen rồi, đã biết rất là rõ ràng rồi nhá thì chúng ta sẽ dùng những cái cách sau đây. Ok. Đầu tiên, chúng mình sẽ cùng đề với cả những cái cách chào hỏi chung chung nhá. Cái thứ nhất đó chính là gì? Lời chào này, ví dụ như là gì? Hi, hoặc là hey. Hi, hoặc là hey. Và sau đó chúng ta có thể dùng uh, thêm những cái cấu trúc câu. Ví dụ như là what's new? Dạo này có gì mới không? What's new? Hoặc là gì? What's happening? Dạo này có gì xảy ra với bạn không? What's happening? Or what's going on? What's going on? What's, going on? what's up? Hey man, what's up? Dạo này có gì không? Hoặc là gì? Good to see you. Gặp bạn rất là vui. Good to see you. How are things? How are things with you? Hi, how are things with you? Hoặc là gì? How's it going? Dạo này mọi chuyện diễn ra như nào rồi? How's it going? Or how's life been treating you? Đấy, dạo này cuộc sống đối với bạn ra làm sao? Đối xử với bạn như thế nào? Đấy, how's life treating you? Đó là những cái cách chào chung chung nhá, nhá. Chúng mình sẽ cùng đọc lại một lần nữa này. Hi, What's new? What's new? What's happening? What's happening? What's going on? What's going on? Or, what's up? What's up? Hi, good to see you. Good to see you or how are things? How are things? Or how are things with you? How are things with you? How's it going? How's it going? Các bạn nhớ nhé, chúng mình sẽ có cái một cái linking ở đây, một cái nối âm ở đây nhé giữa ừ. và it. Chúng ta có này How's it? How's it going? How's it going? Tiếp. How's life been treating you? How's life been treating you? Ok. Vậy là đấy là những cái cấu trúc chào khi mà chúng ta sử dụng với bạn bè thân thiết nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu này, cùng xem cái đoạn hội thoại mẫu. Thứ nhất, đặt hội thoại thứ nhất này Hi Hoặc là Hey How's life been treating you? Rồi sau đấy chúng mình có thể trả lời gì Sử dụng những cái tính từ Ví dụ như là đây là Good Hoặc là Wonderful Hoặc là gì? Fantastic Như cô nói ở bài hôm trước nhá It's all good It's wonderful It's fantastic Được chưa? Và để tiếp tục cái đoàn hội thoại Thì chúng ta lại sử dụng một cấu trúc quen thuộc là gì? What about you? Vậy còn bạn thì sao nhá? What about you? Và thứ hai chúng ta có thể là có là gì? Hey, what is going? Xin chào, dạo này như thế nào? Hey, what is going? Và chúng ta cũng khi mà người ta chào bạn, người ta sử dụng gì? Going. Thì cái lúc mà chúng ta đáp lại, chúng ta cũng sẽ sử dụng going nhá. Ở đây là gì? Yeah, it's going well. It's going well. Được chưa nào? Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ có này, một đoạn nữa này. Hello, what's up? Hoặc là Hello, what's new? hoặc là Hello, what's going on? Xin chào dạng này như thế nào? thì chúng mình trả lời chúng ta có thể dùng lấy Nothing, không có gì đặc biệt cả hoặc là gì mm, Not much, cũng không, không có cái gì thay đổi nhiều cả. Nhớ so What about you? đó. Rồi cuối cùng chúng ta có là gì? Hey, how's everything? hoặc là Hi, how's everything? Xin chào dạng này như thế nào? hoặc là gì How are things? Hi, how are things? Or Hi, how's life? Hey, how's life? Thì khi mà trả lời chúng mình thì cũng lại sử dụng những cái tính từ ví dụ như là gì? Good, top, great, rất là tuyệt vời, excellent, xuất sắc luôn hoặc là nợ bạn cũng không có gì, cũng không, không có gì quá tệ cả nhá. Yeah. So what about you? Thế còn bạn thì sao? Đó. Vậy là vừa rồi chúng mình đã cùng tìm hiểu về cách chào hỏi đối với cả những bạn bè thân thiết cũng như là gì làm thế nào để chúng ta áp dụng những câu nói đó và cái đoạn hội thoại uh, và cái đoạn hội thoại mà thông dụng bây giờ thì các em hãy cùng xem lại video một lần nữa này cùng tập nói những cái câu nói mà cô vừa uh, dạy cho các em và cũng như là luyện tập cái đoạn hội thoại sau đây được không nào và nhớ là chúng mình hãy cùng truy cập vào trang web tiền anh com để làm thêm những bài tập phụ trợ nhá. Ok, see you.